phương thức thanh toán sẽ được giãn trong vòng 30 tháng và được thanh toán trong vòng 30 đợt. Và nhẹ nhàng là như thế nào ạ? Đợt 1, khách hàng chỉ phải thanh toán 5%. 5% nhé anh chị. Chỉ 5% là khách hàng đã sở hữu ngay một căn hộ Cadia Greener. Và nhẹ nhàng hơn nữa đúng không ạ? Khách hàng sau khi ký hợp đồng mua bán, trong năm 2023 khách hàng chỉ phải thanh toán 0.5% trên một tháng. 0.5% nhé quý anh chị. Chắc không có con số nào mà nhỏ hơn 0.5% một tháng nữa, đúng không ạ? Và phương thức thanh toán nhẹ thì có những khách hàng không muốn nhẹ, muốn mạnh đúng không ạ? Thì sẽ có là phương thức thanh toán nhanh. Phương thức thanh toán nhanh sẽ tương ứng với tại thời điểm đợt 1, khách hàng sẽ thanh toán từng tỷ lệ một, từng lịch thanh toán 15%, 50%, 70% và 95%. Thì tương ứng sẽ có cái mức chiết khấu từ 6% cho tới 15%. Và khách hàng không muốn nhẹ, không muốn mạnh thì sao ạ? Chúng ta có phương thức thanh toán vay. Phương thức thanh toán vay thông thường thị trường bây giờ bao nhiêu ạ? 30% thì ngân hàng sẽ giải ngân đúng không ạ? Nhưng với KDA Quy Nhơn, với KDA Quy Nhơn và với sự được hỗ trợ từ VPBank thì khách hàng chỉ phải thanh toán 15% là ngân hàng đã tiến hành giải ngân cho chúng ta. Và ngân hàng sẽ hỗ trợ vay tối đa 70%. Và đối với phương án vay thì sao ạ? Thì chủ đầu tư sẽ tiến hành hỗ trợ cho khách hàng về vay, và tỷ lệ hỗ trợ vay tối đa mà chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cho khách hàng là 50% giá bán của KDA. Và thời gian hỗ trợ sẽ là kéo dài tối đa là 24 tháng từ kể từ ngày ngân hàng giải ngân cho tới ngày bàn giao nhà, tùy điều kiện nào đến trước ạ.